Tiếp theo xin mời quý vị hãy cùng đến với chuyên mục sức khỏe. Trong những ngày này thì các bậc cha mẹ đang tất bật chuẩn bị cho con mình nhập học trong đầu năm học mới. Và dĩ nhiên nếu mà các bé có sức khỏe tốt, đặc biệt là đôi mắt tốt thì sẽ có kết quả học tập cũng tốt hơn. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về đề tài các tật khúc xạ về mắt ở trẻ em. Thống kê điều tra của Bệnh viện Mắt Trung ương cho thấy tỷ lệ tật khúc xạ có xu hướng gia tăng nhanh chóng, hiện tăng 30-40% so với 10 năm trước. Trên 40% học sinh phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh mắc các tật khúc xạ, phổ biến nhất là cận thị học đường. Ước tính, có 5 trẻ em Việt Nam thì có 1 trẻ chưa được đưa đi khám, chẩn đoán, điều trị tật khúc xạ tại các cơ sở y tế chuyên khoa mắt. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Hồ Trung Dũng, xin chào các khán giả đang theo dõi chương trình. Theo đoạn clip vừa rồi chúng ta cũng thấy là các tật khúc xạ về mắt ở trẻ em đang diễn biến rất là đáng lo ngại. Vậy thì tại sao các bậc cha mẹ nên chủ động đưa con của mình đi khám về tật khúc xạ ở mắt trước khi bước vào lớp 1 ạ? Thường thì hệ thống thị giác của trẻ phát triển chưa có hoàn toàn ở những cái trẻ nhỏ, mà đặc biệt là trẻ nhỏ hơn 8 tuổi. Chính vì vậy mà cái cơ trung tâm thị giác ở não á, nó cần những cái hình ảnh truyền mà rõ nét đi lên từ cả hai mắt để nó có thể phát triển một cách bình thường. Tuy nhiên vì một cái lý do nào đó mà hình ảnh của một cái mắt đi lên não nó bị mờ đi. Chẳng hạn cái mắt bên đó nó cần đến 3 độ, còn cái mắt bên kia thì nó bình thường, cho nên hình ảnh trên não nó rất là rõ. Và bộ não nó sẽ rất là lúng túng vì một bên là một cái hình rất là rõ, một bên hình rất là mờ. Và bộ não thông minh của chúng ta nó sẽ tìm cách là thoát khỏi vấn đề đó bằng cách là nó xóa hình ảnh cái mờ đi và nó nhìn cái hình rõ thôi. Chính cái điều này nó làm cho cái thị giác của cái mắt bên bị cần 3 độ đó nó có thể bị giảm sút, mà có thể sau này mình không có thể hồi phục được. Mình phát hiện những cái vấn đề đó thì mình, nhất là những cái trẻ mà dưới 8 tuổi á, thì mình có thể cho trẻ đeo kính hoặc là tập che mắt thì có thể phục hồi được cái tình trạng đó. Vâng, vậy rõ ràng chúng ta nên chủ động đưa trẻ đi khám về mắt. Đối với trẻ nhỏ thì các tật về khúc xạ nào là thường mắc phải nhất ạ? Ở trẻ nhỏ thì có thể mắc các tật khúc xạ như là cận, viễn và loạn. Bình thường thì cái mắt trẻ có loạn rồi hả chị? Có loạn chứ. Thì những cái mắt mà mình muốn nhìn thấy rõ một cái vật á, thì cái ảnh của cái vật đó nó phải nằm ngay ở trên võng mạc. Tuy nhiên mà khi đối với mắt mà trẻ bị cận thị đó, thì ảnh của cái vật nó nằm ở trước võng mạc. Chính vì vậy những cái vật mà ở xa thì trẻ không thấy rõ. Tuy nhiên đưa đề càng gần mắt thì trẻ lại thấy rõ. Cái tình trạng cận thị này có thể tiến triển tăng dần theo tuổi và có thể nó thường thường nó ổn định nó khoảng từ 18 tới 20 tuổi. Đối với mắt mà trẻ bị viễn thị á, thì nó lại ngược lại, cái ảnh của vật nó nằm ở đằng sau của võng mạc. Cho nên là vật xa gần thì trẻ đều nhìn thấy mờ hết. Và càng đưa gần mắt thì trẻ lại càng đang mờ. Cái viễn, ngoài cái viễn thì tiếp theo là cái loạn thị, thì cái ánh sáng nó không hội tụ lại một điểm ở trong mắt nữa, mà nó hội tụ thành một số điểm nó nằm ở trước, nằm ở sau võng mạc. Và cái loạn thị này nó làm cho bệnh nhân là trẻ là nhìn xa cũng không rõ, mờ cũng, nhìn gần cũng không rõ. Và loạn này có thể kết hợp với là cận, gây nên cái cận loạn, hoặc là kết hợp với viễn, gây nên là một cái viễn loạn. Vâng, thấy có vẻ cũng rất là phức tạp, dù là các bé còn rất là nhỏ tuổi đúng không ạ? Do đó cha mẹ cũng không nên coi thường chút xíu nào hết. Đúng rồi. Mắt có chức năng giúp chúng ta nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Mắt ở tình trạng thị lực bình thường hay còn gọi là mắt chính thị, mắt không có tật khúc xạ, là mắt có hình ảnh của vật hội tụ đúng trên võng mạc và chỉ khi đó thì vật mới được nhìn rõ. Khi mắt không có khả năng hội tụ một cách chính xác, những tia sáng đi từ ngoài vào mắt đúng trên võng mạc thì gọi là mắt có tật khúc xạ. Các tật khúc xạ mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị, lệch khúc xạ giữa hai mắt hiện nay rất phổ biến và có xu hướng gia tăng nhanh chóng ở trẻ em trong độ tuổi học đường. Khoa học đã chứng minh 80% lượng thông tin não thu được thông qua thị giác. Vì vậy, việc chủ động đưa trẻ đi khám tật khúc xạ sớm trước khi vào lớp 1 giúp nâng cao hiệu quả điều trị và phòng tránh những biến chứng đáng tiếc ảnh hưởng đến chức năng nhìn, hiệu quả tiếp nhận thông tin, thẩm mỹ và tâm lý ở trẻ sau này. Lúc lớp 1 nó học nó viết chữ sao mà thấy về hay bị sai chính tả. Rồi chị nghi cái mắt nó có vấn đề, không biết có bị cận hay loạn gì không, chị mới đưa bé đi khám. Thì khi đưa đi khám bác sĩ nói là nó bị loạn thị, một bên là 2 độ rưỡi, một bên là 3 độ. Bác sĩ nói là tại vì con coi tivi gần nhiều quá.
em đưa em bé đến đây để khám mắt cho bé trước khi vào năm học mới. Vô tình là phát hiện được là mắt bé bị cận một bên 1 độ, một bên 1,5 độ. Có thể là do nguyên nhân đó là bé em nó đọc sách hay nó chơi iPad, nó coi iPad nhiều. Tôi thấy rằng là hiện trạng bây giờ đó, bước vào trường học thì các bé đeo kính hình như là nhiều hơn xưa, nhiều hơn cái thời gian mà Dũng đi học rất là nhiều. Đúng rồi. Nhưng có điều đáng lo hơn nữa đối với lại cha mẹ, ông bà hoặc là thầy cô, khi phát hiện ra là hình như trẻ đang có vấn đề về mắt thì thường thường là muộn rồi. Bởi vì các trẻ thường thường không thể tự nhận ra được những vấn đề đó. Và cái tật khúc xạ đã diễn ra trước đó lâu rồi. Thì làm sao để cha mẹ, ông bà, thầy cô có thể dễ dàng nhận ra sớm để chúng ta có cách để mà giúp trẻ hồi phục thị lực của mình? Các bậc cha mẹ nên chú ý nếu mà trẻ có những cái dấu hiệu như là, thứ nhất là từ trẻ là than nhìn nó mờ đi, hoặc là trẻ khi mà muốn nhìn rõ cái gì đó thì phải chạy tới xí sát, tới gần mình mới thấy được, trẻ mới thấy được. Hoặc là trẻ khi mà nhìn thì cứ phải nheo mắt lại, hoặc là chớp mắt liên tục. Hoặc là có những cái trẻ là than đau đầu, mỗi lần bé xem tivi xong là bé than, ồ con nhức đầu quá, nhức đầu quá, thì hay đi khám tai mũi họng hay đi khám một cái gì thần kinh gì đó mà không để ý tới là cái mắt trẻ. Hoặc là khi mà bé xem tivi thì bé hay nghiêng cái đầu và nhìn, có một cái tư thế nghiêng đầu rất là đặc biệt. Ngoài ra có thể là phụ huynh có thể thấy trẻ là bị lé, tức là hai cái lồng đen nó không có thẳng trục, mà một bên có thể là thẳng, một bên thì nó hơi vào trong, hoặc một bên nó hơi ra ngoài, cái lé trong hoặc lé ngoài. Một số bé thì có một cái rối loạn về cái hành vi. Chẳng hạn như cách đây cũng 6-7 năm á, thì ở bệnh viện thì bệnh viện có gặp một cái bé khoảng chừng 4-5 tuổi. Thì khi mà bé đi vào á, thường thường là bé trẻ nhỏ mà đi khám thì hay chạy lắm, chạy lung tung. Nhưng mà cái bé đó vào thì mẹ dắt ở đâu ngồi thì ngồi yên ở đó. Khi mà đưa vào thì phát hiện bé đó là cận tới 6-7 độ. Thì khi mà cho bé đeo cái kính xong và 3 tháng sau bé trở lại để tái khám theo hàng của bác sĩ á, thì là một con người hoàn toàn khác. Tức là bé vào và bé chạy nhảy, bé nói chuyện người này người kia. Nói chung là chính vì bé không có thấy rõ, giống như mình vào cái chỗ mà nó chập chờn tối thì mình không có dám đi nhanh. Cái này thì cũng hiểu, tại vì là hồi xưa thì Dũng cũng bị cận. Trước khi đi hát Dũng bị cận. Và khi mà đi hát thì quyết định là phải điều trị cận. Bởi vì khi bước lên sân khấu, nếu trước mình là một cái hình ảnh rất là mờ thì mình không dám bước đến, bởi vì là không biết mọi người đang như thế nào với mình, sợ là mình té xuống sân khấu chẳng hạn. Nó đùa thôi, nhưng thật sự là mình mất tự tin rất là nhiều. Mình cảm giác là mình thu lại, mình không dám cử động, không dám vận động nữa. Năm dấu hiệu không nên chậm trễ đưa trẻ nhỏ đi khám tật khúc xạ. Trẻ thường xuyên nheo mắt, trẻ nghiêng đầu để nhìn rõ vật, trẻ nói bị mỏi mắt, nhức mắt, đau đầu, trẻ đến gần xem tivi, trẻ cúi gầm đầu xem tranh ảnh. Đối với những trường hợp gia đình mà có trẻ em mắc tật về khúc xạ mắt như vậy thì chúng ta nên có cái thái độ như thế nào? Bởi vì không chỉ là vấn đề về cơ thể mà còn tâm lý của bé nữa. Và tiếp theo chúng ta nên chăm sóc thị lực của bé như thế nào ạ? Các bậc phụ huynh cần phải hiểu là cái kính gồng hoặc là ngay cả kính áp tròng thì đó là một cái phương thuốc để mà điều trị cái tật khúc xạ. Không có cái thuốc uống nào có thể thay thế được hết. Có điều trị thay thế được. Việc cho trẻ mà đeo kính đúng độ thì giúp cho trẻ là nhìn có cái thị giác tốt. Thứ hai là tránh trường hợp như là nhược thị. Một cái nữa là khi mà trẻ đeo kính thì trẻ sẽ thấy thì được rõ, thì nó vừa phát triển về trí tuệ thể chất mà nó vừa có thể đạt cái kết quả học tập tốt ở trường. Chưa kể là về mặt thời trang là bây giờ nhiều người không cần cũng đeo kính mà cho bé. Vâng, kính thưa quý vị, vấn đề tật khúc xạ mắt ở trẻ chắc chắn là đang ngày càng phổ biến hơn và nghiêm trọng hơn. Và Dũng hy vọng là trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì quý vị cũng đã có thêm được những kinh nghiệm cho mình để chăm sóc cho chính những người thân yêu nhất của mình, đó là những đứa trẻ, những người con, để chúng ta có thể có một cuộc sống thật là tốt cùng với lại người thân của mình. Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã đến cùng với chương trình, và xin chúc chị thật là nhiều sức khỏe nè. Về mắt thì chắc là không phải chúc rồi. Và chúc chị thật nhiều thành công trong những dự án, dự định của mình sắp tới ạ. Rồi, cảm ơn Trung Dũng. Cảm ơn các bạn khán giả theo dõi chương trình.